53 thiên, ngày 53. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Bạn nhận được lời mời kết bạn chưa? 你收到好友申请了没有? 你收到好友申请 了没有? 你收到好友申请了没有? 你收到好友申请了没有? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Ok, ừ, rất vui được quen biết bạn. 好的，很高兴认识你。 Một hai câu mà thôi. 一两句而已。 Người của nơi nào ở Trung Quốc? 中国哪个地方的人? Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. Hào xiang jiao Quảng Xi Sư phạm Đại học. Không 0977-309-915. Linh 0977-309-915. Cho nên mình còn chưa cài đặt. ]所以我还没有安装. Sẽ tải xuống xem. Hội xa giải khan khan. Số di động. Số di hào. Sổ chi hào mã. Tìm thấy rồi. Tráo tạo lợ.